Trận đấu bắt đầu. Trinh Sport ra bóng. Rồi trọng tài bắt lỗi dẫm vạch của Trinh Sport. Không 15. Mười lăm đều. Bóng ngoài. Như vậy là kết thúc game đấu thứ nhất, đôi Trinh Sport Tiến Sì Chung tạm dẫn trước với tỷ số 1-0. Game đấu thứ hai, Thắng Bi cầm ra bóng. Một cú A 15 giao cho Thắng Bi. Nhỏ trong tình huống tiếp cận lưới rất nhanh. Giao lại bóng 1. Chào Huyền Khương sẽ gửi đến thầy Thắng Bi lời chúc mừng.
bóng vẫn trong sân. Kết thúc game đấu thứ hai, tỷ số trận đấu được cân bằng một đều. Game đấu thứ ba, Tiến Sĩ Chum cầm ra bóng. Lỗi bóng 1. Huống cải bóng rất hay của Tiến Sĩ Chum. Tiến Sĩ Chum là một trong những vận động viên tennis xuất sắc của Thanh Hóa. Tuy nhiên hiện tại thì phong độ cũng đã giảm. Giao bóng còng tay trái rất khó chịu. Bóng ngoài 30 đều. Tỷ số trận đấu đang là 1 đều và 30 đều. Trong sân 40-30 cho đôi Trinh Sport Tiến Sĩ Chum. Kết thúc game đấu thứ ba, đội Trinh Sport Tiến Sĩ Chum tạm dẫn với tỷ số 2-0. Game đấu thứ tư, Phú Nhỏ cầm dao bóng, tỷ số 1-2. Bóng vẫn trong sân, tình huống lốp rất hay của Trinh Quốc.
2015. Không 30. Cú nhỏ là thuận tay trái và khi giao bóng thì cũng lại vào tay trái của Tiến Sĩ Chu. Bốn mươi ngoài. Cú líp lốp. Lắc đít rồi. Bóng cầm. Mười lăm bốn mươi. Như vậy là kết thúc game đấu thứ tư. Đội Trịnh Sport vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-1. Winner của Tiến Sĩ Chu. Nước lòng người hâm mộ. Trời ơi. Cú winner của Tiến Sĩ Chu rất hay. Tuy nhiên là không hiệu quả trong tình huống bóng vừa rồi. Bóng ngoài. Rất hay, rất tinh tế, rất nghệ sĩ của Tiến Sĩ Chu. Tỷ số trận đấu đang là 3-1 và 40-15. Bóng ngoài. Như vậy là kết thúc game đấu thứ tư, tỷ số trận đấu 4-1 cho đội Trịnh Sport. Thank you.
giờ còn dài rồi. Game đầu thứ 6, thắng Bi cầm trái bóng. Như vậy là mất break. Tỷ số trận đấu là 5-1 cho đôi Team Sport. Game đầu thứ 7, Tiến Stum cầm trái bóng. Cú bật bóng thấp dưới lưới của Trinh Phót. Bóng không qua lưới. Rất hay của Phú nhỏ. 0-30. Tỷ số trận đấu là 5-1 và 0-30. Tiếp tục một quả bắt lưới nữa không thành công của Singapore. Không 40. Dù tỷ số là 5-1, tuy nhiên vẫn có những trường hợp bị thua ngược. Cải bóng rất thông minh của Tiến Sum. 15-40. Trên sân số 3, sân Thanh Hóa, Hương Cà Phê, Hai Lúa, Phường Thanh. Lỗi bóng 1. Như vậy là đội thắng Bi đã bẻ được break, rút ngắn tỷ số còn 2-5. Trận Hai Lúa Cường Thanh đánh sân số 3. Thank you.
Bóng ngoài. Số trận đấu đang là 2-5 và 15-30. Như vậy là điểm bóng vàng, điểm match point của trận đấu. Lỗi bóng 1. Rất tiếc cho Sinh Sport. Như vậy là đôi Phú Nhỏ Thắng Bi đã tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Còn 3 năm. Như vậy sau khi dẫn trước 5-1 nhưng đôi Sinh Sport và Tiến Chum đã để đôi Thắng Bi lấy lại 2 game. 15 giao cho Sinh Sport. Tỷ số trận đấu là 5-3. Bóng ngoài. 15 đều. Tiếp tục những tình huống liên tiếp hỏng ăn của Trình Vót. Bóng ngoài. Như vậy là đôi Thắng Bi lại gỡ được một game đấu nữa, rút ngắn tỷ số còn 3-5, còn 4-5. Trận đấu này mà để thua đôi Thắng Bi thì sẽ là một trận đấu đáng nhớ của đôi Trinh Sport và Tiến Sĩ Chung sau khi dẫn trước với tỷ số 5-1.
15 dao. Rất dễ có một tỷ số 5 đều và hai đội vào loạt tie break. Vì đây là game giao bóng của thắng bi. Rất hay một cú smash. Ra mang 30 dao cho thắng bi. Dao cho thắng bi. Cơ hội đưa hai đội vào loạt tie break là gần như là 90%. Ngoài và như vậy là hai đội sẽ bước vào loạt tie break với tỷ số 5 đều khi mà đôi thắng bi bị dẫn đến 5-1. Tuy nhiên đã rất bền bỉ lấy từng điểm bóng, từng game bóng một. Một trận đấu rất hay. Đôi vận động viên đến từ Nghệ An. Bóng ngoài. Trình Hiệp Post sau khi liên tiếp để những tình huống bóng hỏng ngay trên lưới, ngay trên đầu lưới. Thì đã bị trôi luôn 4 game và để đôi thắng bi và phú nhỏ gỡ đều. Tỷ số tie break 0-1. Phú nhỏ cầm dao bóng. Rất tiếc cho Phú nhỏ. Không hiểu sao Phú nhỏ lại xử lý một tình huống bóng cắt xiết như vậy. Không hai. Dân số 1 sông Lô Trịnh Lộc. Được Hậu Giang, được Miền Tây, được Ninh Bình, Tuấn Linh 123. Lỗi kép 03. Rất tiếc sau khi đã ăn liền một mạch 4 game để đưa trận đấu về loạt tie break. Tỷ số tie break đang là 3-0 cho đôi Tiến Sĩ Trung. Một ba. Như vậy là 3-1 cho Tiến Sĩ Trung Trinh Sport. Hai ba. Đổi dao bóng, thắng bi sẽ là người cầm dao bóng. Cơ hội lại trở lại cho đôi thắng bi. Đây là điểm bóng rất quan trọng. Đôi Liêm Vũng Tàu nhiều đi
chỉ 10 phút sau đó thì sẽ ra sân thứ 2 3 đều. Hai đội đổi sân. Như vậy là điểm giao bóng tie break đầu tiên, Thắng Bi nhường cho Phú Nhỏ. Và như vậy thì hai điểm bóng này lợi thế đang dành cho đôi Thắng Bi. Khi mà đôi Trinh Sport dẫn trước với tỷ số tie break là 3-0 thì hiện tại bây giờ đã là 3 đều và Thắng Bi đang là người cầm giao bóng. Trở lại trận đấu ở loạt tie break, tỷ số tie break đang là 3 đều và Thắng Bi đang là người cầm giao bóng. Rất tiếc cho Thắng Bi, tình huống xử lý trên lưới không tốt của Thắng Bi. 4-3 cho đôi Trinh Sport Tiến Sĩ Trung. Bốn đều. Bóng ngoài. Năm bốn cho đôi Trinh Sport Tiến Sĩ Trung. Và ở game, ở điểm tiếp theo thì Phú Nhỏ sẽ là người cầm giao bóng. Tỷ số 4-5. Điểm số có thể quyết định cả trận đấu. Bóng ngoài, 5 đều. Sáu năm cho đôi Thắng Bi. Đôi Thắng Bi cứ lần lượt lấy từng điểm một và hiện tại đã vươn lên dẫn trước với tỷ số tie break là 6-5. Tiến Sĩ Chum cầm ra bóng. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Đôi Thắng Bi đã lội ngược một cách ngoạn mục sau khi bị dẫn trước với tỷ số 5-1. Dẫn trước tỷ số tie break 3-0. Một trận đấu rất hay cho tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của đôi Thắng Bi Phú Nhỏ đến từ Nghệ An. Tôi sẽ tạm dừng trận đấu để